Thưa quý vị, lĩnh vực quang năng đang ngày càng trở nên phổ biến, kéo theo đó thì nhu cầu tái chế tấm pin năng lượng mặt trời cũ cũng ngày càng gia tăng. Thông thường ấy, những tấm pin năng lượng mặt trời sẽ có thời hạn sử dụng khoảng 20 đến 30 năm, sau đó thì chúng được xếp vào dạng cần loại bỏ và mang đi tái chế. Tại Nhật Bản thì những tấm pin như vậy sẽ được đưa vào nhà máy và với một công nghệ mới thì nhà máy có thể tái chế các tấm pin năng lượng mặt trời này với tỷ lệ lên tới 95%. Trong công đoạn này thì các loại vật liệu như là kim loại Nhựa thủy tinh từ các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ được phân tách, xử lý trở thành nguyên liệu sạch trước khi đưa ra khỏi các nhà máy. Các tấm pin mặt trời đòi hỏi thủy tinh có độ tinh khiết cao hơn nhiều so với thủy tinh được sử dụng trong xây dựng. Công nghệ mới sẽ nghiền kính thành bột mịn. Đó. có hàm lượng bạc cao và các công ty luyện kim sẽ mua nó với giá cao. Mỗi một tấm pin năng lượng mặt trời có thể tái chế được 10 đến 15 kg bột thủy tinh. Theo quy định được thống đốc Tokyo thông qua thì tất cả các ngôi nhà mới được Tokyo xây dựng sau tháng 4 của năm 2025 sẽ phải lắp đặt các tấm pin mặt trời để cắt giảm lượng khí thải carbon của các hộ gia đình. Điều này sẽ khiến cho nhu cầu sử dụng pin năng lượng mặt trời ngày càng tăng cao. Bộ Môi trường Nhật Bản dự tính là lượng rác thải từ tấm pin năng lượng mặt trời của nước này sẽ đạt 100.000 tấn vào năm 2031 và lên tới 300.000 tấn vào năm 2033. Con số có thể tăng lên 800.000 tấn vào năm 2040.